làm sao có thể viên mãn mười lực phật bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng làm sao có thể viên mãn đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả? Làm sao có thể viên mãn pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? Làm sao có thể viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? Làm sao có thể viên mãn 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc? Phật dạy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể dùng tâm vô lậu lìa tướng mà hành bố thí nếu các hữu tình cần ăn thì cho ăn cần uống cho uống cần y phục cho y phục cần đồ nằm cho đồ nằm cần xe cộ cho xe cộ cần tôi tớ cho tôi tớ cần chân bảo cho chân bảo cần của cải lúa gạo cho của cải lúa gạo cần hương hoa cho hương hoa cần nhà đất cho nhà đất cần đồ trang sức cho đồ trang sức cho đến tùy theo nhu cầu của họ về đồ dùng đều cho hết hoặc có người cần cái trong thân như đầu mắt tủy não da thịt lóng đốt gân cốt thân mạng cũng đều cho hết hoặc có người cần vật ngoài thân như là quốc thành thê tử, quyến thuộc thân yêu, các đồ trang sức cũng hoan hỉ cho hết, trong khi bố thí như thế, giả sử có người đến trước chê trách: "Này đại sĩ, cần gì làm việc bố thí vô ích này, bố thí như thế thì đời này đời sau bị nhiều khổ não." Đại Bồ Tát ấy vì tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên tuy nghe lời ấy, nhưng chẳng thối lui chỉ nghĩ thế này người ấy tuy đến chê trách ta nhưng ta chẳng nên sanh tâm lo buồn hối hận ta sẽ dõng mãnh bố thí cho các hữu tình những tài vật mà họ cần thân tâm không mệt mỏi đại bồ tát ấy đem phước bố thí này cho các hữu tình cùng có như nhau hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột khi bố thí và hồi hướng như thế chẳng thấy tướng ấy nghĩa là chẳng thấy ai cho ai nhận bố thí vật gì đối với cái gì mà thí do cái gì mà thí vì cái gì mà thí vì sao mà thí cũng lại chẳng thấy ai năng hồi hướng hồi hướng về đâu đối với cái gì mà hồi hướng do cái gì mà hồi hướng vì cái gì mà hồi hướng tại sao hồi hướng đối với tất cả sự vật như thế đều chẳng thấy vì sao? Vì các pháp như thế hoặc do nội không nên không, hoặc do ngoại không nên không, hoặc do nội ngoại không nên không, hoặc do không không nên không, hoặc do không lớn nên không, hoặc do không thắng nghĩa nên không, hoặc do không hữu vi nên không, hoặc do không vô vi nên không, hoặc do không rốt giáo nên không hoặc do không biên giới nên không hoặc do không tản mạn nên không hoặc do không đổi khác nên không hoặc do không bản tánh nên không hoặc do không tự tướng nên không hoặc do không cộng tướng nên không hoặc do tất cả pháp nên không hoặc do không chẳng thể nắm bắt được nên không hoặc do không không tánh nên không hoặc do không không tánh nên không hoặc do không không tự tánh nên không hoặc do không tánh tự tánh nên không đại bồ tát ấy quán tất cả pháp đều không rồi lại nghĩ thế này ai năng hồi hướng hồi hướng về đâu đối với cái gì mà hồi hướng do cái gì mà hồi hướng vì cái gì mà hồi hướng tại sao hồi hướng tất cả pháp như thế đều chẳng thể nắm bắt được đại bồ tát ấy do quán như thế và nghĩ như thế nên việc hồi hướng đó gọi là thiện hồi hướng lìa độc hồi hướng cũng gọi là ngộ nhập pháp giới hồi hướng